vực nhân giới dưới ánh trăng yên tĩnh mà yên bình được bao phủ bởi màu sắc truyền kỳ từng có thiên ma xâm lấn trải qua chiến hỏa tẩy lễ sinh linh tập thể rời đến chư thiên hậu thao thiết tộc bị trục xuất nơi này hiện giờ thao thiết giết về chư thiên phiến sơn hà đại hào này không còn thấy khí tức sinh linh nữa ầm ầm bỗng dưng một tiếng ầm ầm phá vỡ sự yên tĩnh của đêm nhìn lên bầu trời mới thấy một đạo bóng người đẫm máu tự hư vô hạ xuống như một thiên thạch ngoài trời nhiễm tinh quang ảm đạm ở trên bầu trời vẽ ra một đạo độ công duyên dáng đó là diệp thần vượt qua hỗn độn hải trở về nhân giới một màn lịch sử tin người tương tự ngày xưa vượt qua lục đạo luân hồi rơi vào chính là linh vực hiện giờ xuất thiên giới hỗn độn hải tới vẫn là linh vực đối với vực này chân thật tại ái phanh lại là tiếng nổ vang một tòa cự nhạc nguy nga bị diệp thần đập ầm ầm sụp đổ đá vụn bay tán loạn diệp thần lảo đảo đứng dậy trong mắt đã nước mắt lưng tròng tự nhận được linh vực hắn đã trở lại, hiện thực ba năm, hỗn độn một ngàn ba trăm năm, hắn cuối cùng là trở lại. Hơi thở đã lâu không gặp, diệp thần thanh âm khàn khàn, thần sắc mê ly, trong mắt lệ, theo đó chảy đầy khuôn mặt. Thiên giới một hàng, liền giống như một hồi mộng, một hồi ứng kiếp, phẳng phất như một đại luân hồi. Cả đời này của hắn, cũng là truyền kỳ, thiên địa nhân tam giới, trước sau đều đi một lần, dẫm qua năm tháng tăng thương. Mới biết quầy hương sơn thủy thân nhất đẹp nhất, trong trí nhớ đều là vĩnh hằng. Giết! Tiếng gào thét vang lên, truyền từ chiến trường chư thiên, đánh thức suy nghĩ của hắn. Về nhà, Diệp thần lau khô nước mắt, nhấc chân lên trời. Trước mặt, hắn liền đụng phải một bóng người, hỗn độ độn độn, tay cầm một thanh tiên kiếm thất thải, đã lăng thiên chém xuống, cho dù là tâm cảnh chiến đấu của hắn, cũng không kịp phản ứng lại. Phốc phốc, huyết quang rực rỡ trong nháy mắt chợt hiện ra, hắn bị một kiếm bổ ngang ra ngoài, còn chưa định thân hình, tuyệt diệt một kiếm lại đến, xuyên thấu thánh thể hắn, sát khí tịch diệt, đột nhập vào trong thân thể, tùy ý làm loạn, trước sau chẳng qua chỉ trong nháy mắt, thánh thể liền nổ tung nửa bên, gần cốt nhiễm kim huyết, hạo miểu hư thiên sụp đổ, thân thể bay ngược, lại đem một tòa sơn nhạc đụng sụp đổ. Diệp thần lai động đứng dậy, mới vừa lồi đứng vững, một đạo thất thải thần mang, liền từ thiên thẳng tắp hạ xuống, từ thiên linh cái của hắn, sót vào thánh thể của hắn là một loại tiên pháp đáng sợ cấm hắn căn nguyên, phong cho hắn pháp lực, ngay cả một tấc thánh cốt, đều bò đầy thần văn quỷ dị. Thánh thể hoang cổ bá thiên tuyệt địa, tại chỗ bị phong, như tôn, không thể động đậy. Trong nháy mắt này, minh đế che ngực, lúc trước còn ôm một tia hy vọng với diệp thần, hôm nay xem ra, hy vọng dường như so với tuyệt vọng càng bi thương hơn, hỗn độn chi thể chúng chiêu, thánh thể cũng không cách nào đào thoát ma trường, bị phong cắt gao, hiện giờ hắn, so với hỗn độn chi thể không tốt hơn là bao hai hậu bối kinh diễm nhất của chư thiên sắp bị một tổ bưng lúng túng thực sự lúng túng đạo tổ thần sắc cũng khó coi lợi hại giết ra hỗn độn hải lại trốn không thoát chu tiên kiếm trạng thái suy yếu bại dứt khoát lưu loát hỗn độn thể là hoang cổ thánh thể cũng vậy ba người lão quân đều thở dài bất đắc dĩ lắc đầu tiểu sư đệ nhà hắn hơn phân nửa cũng bại như vậy thân là nò mạnh cuối cùng vị chu tiên kiếm đánh lén không hề có được phản kháng từ khi chia tay vẫn tốt chứ? Hỗn độn thể từ trên trời rơi xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, đùa giỡn hí ngược, lời nói xuất phát từ miệng hắn, cũng là Chu Tiên đang nói, vẻ mặt mừng như điên, diễn giải trên mặt hỗn độn thể, trong âm trầm tiềm tàng bạo ngược, phản chiếu ánh trăng tinh huy, càng giống một con ác ma, liếm đầu lưỡi đỏ tươi của hắn. Diệp thần không nói, cau mày. Nếu như năm tháng trong hỗn độn hải, cũng coi như là thời gian nào đó mà nói, hắn đã có 1.300 năm, không thấy hỗn độn thể, không ngờ gặp lại, đúng là tình huống vực này, đồ nhi của đạo tổ lại bị Chu Tiên kiếm khống chế, dĩ giật đãi lao, thật sự giết chết hắn trở tay không kịp. Còn nếu ta, Hỗn Độn thể lại cười, sai Chu Tiên kiếm chậm rãi đi tới, đến trước người Diệp thần, mới hơi hơi nhấc tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp thần, một lần lại một lần vuốt ve, như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, sợ thi lực quá lớn, tạo ra khuyết điểm gì, đối với thánh thể thật sự vừa yêu vừa hận chuyện lén lút ngươi càng làm càng thuận tay diệp thần cười lạnh muốn phá tan châm cài thế nhưng chu tiên kiếm phong ấn quá cường đại hiện giờ hắn đạo căn bản nguyên pháp lực tất cả mọi thứ đều bị phong đã giống phế nhân ở trước mặt chu tiên kiếm chính là cừu non chờ làm thịt cho dù trước đó có chuẩn bị cũng hơn phận nửa khó trốn bị bắt quái chỉ trách hắn là trạng thái suy yếu mà đối phương lại cũng không có vết thương thôi nào hợp nhất với ta hỗn độn thể cười càng thêm một chút tham lam, trên mặt khác đầy dữ tợn. Chanh! Kèm theo một tiếng ong ong, Chu Tiên kiếm thoát ly khỏi tay hỗn độn thể, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, liền thấy nó chậm rãi tiến vào trong cơ thể Diệp Thần. Trong nháy mắt kia, thần sắc Diệp Thần chi dần dần đờ đục xuống, đôi mắt tràn đầy hàn quang, cũng chống rỗng không ít, tiềm thức đang liều chết đối kháng Chu Tiên kiếm, lại ngăn không được tâm thần bị trấn áp. Khi gặp lại hắn cười, trong mắt đã lóe ra u quang thất thải. Hắn cũng bị khống chế, cách ba năm năm lại trở thành khôi lỗi chu tiên kiếm đối diện hỗn độn thể cũng giống như tôn không nhúc nhích chu tiên kiếm tuy rời khỏi thể nhưng ở trên người hắn gieo ra tiên pháp đáng sợ thì triển phong cấm đáng sợ rơi vào ngủ say mà hạ tràng của hắn so với tưởng tượng càng thêm thê thảm chớ gấp ta sẽ cho người tận mắt nhìn thấy chư thiên từng tấc từng tấc sụp đổ thân nhân thê tử nữ nhi của ngươi đều sẽ thành một tiêu u hồn trên con đường hoàng tuyền kia diệp thần ta sắp tặng phần đại lễ này của ngươi còn thích thánh thể u tiếu kỳ thực là chu tiên kiếm đang cười một lời một câu đều tràn đầy ma lực không cách nào kháng cự là lẩm bẩm cũng là đang nói với diệp thần hưng phấn muốn phát cuồng hắn nhẹ nhàng nhấc tay lên nam ngón tay mở ra hướng về phía hỗn độn chi thể đối diện trong lòng bàn tay có vòng xoáy thất thải hiện lên cực nhanh chuyển động là một loại thôn vệ loại tiên pháp. Chợt, liền thấy hỗn độn thể chi hỗn độn bản nguyên, bị từng đợt từng đợt hút ra, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, thành chất dinh dưỡng thánh thể, trên người Diệp Thần huyết dung, từng đạo tiếp theo khép lại, khô kiệt pháp lực, cũng theo hỗn độn bản nguyên bị thôn vệ, lần thứ hai bằng bạc như biển, cánh tay lúc trước bị chém xuống, cũng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi trùng tu. Mấy cái trong nháy mắt mà thôi, hỗn độn thể bản nguyên, không biết bị nuốt bao nhiêu, mà Diệp Thần thương thế, lại ở cực tận phục hồi như cũ, ở Chu Tiên kiếm trợ giúp, hắn trở lại đỉnh phong. Đáng chết, Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cũng đều như thế, sát khí lạnh như băng, hận đến ngỗ tạng đau nhức, trơ mắt nhìn, lại bất lực. Đạo Tổ không nói gì, bình tĩnh dọa người, khó nén sát khí đấy đạo. Sắc mặt Minh Đế cũng không thấy có bao nhiêu đẹp mắt, không ngoài ý muốn, hỗn độn thể sẽ bị nuốt nuốt thành cho, mà thánh thể Diệp Thần sẽ thành trong tay chu tiên kiếm binh khí không gì không tồi âm 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 linh vực đêm không bình tĩnh có thể đem thiên khung mây đen dày đặc sấm chớp vang dội đó không phải là thiên kiếp mà là thánh thể cùng hỗn độn bản nguyên dung hợp dị tượng giờ phút này hỗn độn chi thể sắc mặt đã trắng bệch bị nứt quá nhiều bản nguyên mà ngược lại diệp thần toàn thân kim sắc thần huy lung mộ hoang cổ thánh thể như hoàng kim tưới lên mênh bành như biển khí huyết ngập trời quay cuồng từng sợi từng sợi đều như núi trầm trọng đè đến càn khôn rung động ngô trong bóng tối có một đạo âm thanh như vậy tựa như có bình chứng nào vỗ vụn trong nháy mắt diệp thần càng người kim mang đại thịnh một đạo quang hoàng rực rỡ từ trong thiên linh cái của hán phóng lên trời mà đi đem thương khung đều đâm ra một lỗ thủng lớn chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi trong nháy mắt phá vào chuẩn đế đỉnh phong hủy diệt uy áp nghiền thiên sụp đất sụp đổ chuẩn đế đỉnh phong thánh thể nửa bước đại thành lại không có ý thức tự chủ u u, u. tiếng kêu của kiếm chi tranh vẫn chói tai như vậy truyền từ trong cơ thể diệp thần là chu tiên kiếm ông ông run rẩy nó thật không phải là bình thường tiến lên trợ diệp thần đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong lại còn không dừng tay còn muốn đem tu vi của diệp thần đẩy vào chuẩn đế viên mãn cũng chính là thánh thể đại thành như thế nó phối hợp với thánh thể mới là thật sự hủy thiên diệt địa phá cho ta phá chu tiên kiếm gầm nhẹ thần sắc điên cuồng cũng ở trên mặt diệp thần diễn giải vô cùng nhuẩn nhuyễn đáng tiếc lần này nó không thể nghịch thiên không thể giúp diệp thần bước ra một bước kia yên tĩnh diệp thần bỗng dưng mở miệng trong mắt thất thải tiên quang trong nháy mắt bị kim sắc quang mang dập tắt hắn mạnh mẽ giơ tay lên luồn vào trong cơ thể bắt lấy chu tiên kiếm tùy ý ném đi một màn này đừng nói lão quân bọn họ ngay cả đạo tổ cùng minh đế đều nhìn đến xưởng sốt tiểu tử khiên nghịch thiên bị chu tiên kiếm khống chế lại có thể khôi phục thần trí lại có thể tuyệt địa phản kích hư không chu tiên kiếm đã ổn định kiếm thể ông ông run rẩy ngươi lại tặng ta một hồi tạo hóa diệp thần cười nói chậm rãi khẽ nhắm hai tròng mắt thích ý vạn vật cổ lực lượng chuẩn đế đỉnh phong cực kỳ mênh mông mà nửa bước đại thành thần lực cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào lời này của hắn nghe thiên minh lưỡng đế đều có cảm xúc sâu sắc lại vì sao lại nói còn không phải chu tiên kiếm yêu diệp thần mà nó lần nào một lần trình sự không cho diệp thần đưa một hồi tạo hóa diệp thần có thành tựu như hôm nay công lao của nó không thể không có ai cũng không có nó ưu tú hối sát gỉ của diệp thần kia sừng rốt bị nó mà thành cái thế thần binh không có khả năng điều này không thể chu tiên kiếm ong ong có thể thổ lộ lời người ta nói người gầm gừ cuồng loạn như thế nào cũng không nghĩ tới diệp thần lại có năng lực thoát ly khống chế của nó lúc trước diệp thần trở tay không kịp hôm nay nó làm sao không phải cái loại tự tin tuyệt đối này làm cho nó nghiêm trọng đánh giá thấp diệp thần không chế không được nửa bước đại thành liền đừng giúp ta tiến vào đỉnh phong diệp thần lạnh nhạt nói mở mắt ra trong nháy mắt mở mắt lôi đình trật hiện toàn bộ thiên địa đều là lắc lư lấy hắn làm trung tâm một đạo hoàng sắc quang mang vô hạn lan tràn tứ hải bát hoang linh vực lưu lại tiên sơn cung điện lơ lửng tượng đá cổ xưa đều bị nghiền nát thành cho hắn không phải đại thành nhưng đã có đại thành uy thế thật giống như một chiến thần tranh chu tiên kiếm ong ong cho dù là nó cũng không chịu nổi vầng sáng hoàng kim kia bị đụng phải lùi lại làm đẹp huyền đế kêu lên một tiếng tựa như cũng có thể nhìn thấy hình ảnh linh vực nhảy lên nhảy xuống đế hoàng người nhà không cần trở về minh đại đế mắt sáng lạn cười rất vui vẻ bao nhiêu năm lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy hậu bối thánh thể gia đã thông thần rồi chuẩn đế đỉnh phong cảnh nửa bước đại thành liền có uy thế bực này ai là đối thủ của hắn ai có thể địch lại có hắn tọa chấn trừ thiên nhân giới đừng nói đám tiểu miêu tạp của hồng hoang kia cho dù thiên ma vực tế tới cũng không dễ sử dụng có đời sau lòng ta rất an ủi đạo tổ một câu trọng tâm trường xong việc liền ha hà nở nụ cười trên mặt vốn có tầng sương mù kia cũng theo đó quét sạch để nói thôi tiểu thánh thể kia, bản lĩnh lớn thì sao? Như thế, nhân giới vô ưu. Chư thiên linh vực, sấm chớp vang dội, tiếng ầm ầm vang lên khắp tiên khung. Diệp thần đã lập thân bên cạnh hỗn độn thể, bàn tay đặt ở bà vai, thì triển tiên thuật bá đạo, cường thế phá chu tiên kiếm phong cấm, cũng đem hỗn độn chi thể, từ trong ngủ dài đánh thức. Hỗn độn thể mở mắt, nửa bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống. Diệp thần rất hiểu lòng người, bị hắn nuốt hỗn độn bổn nguyên, lại tách ra, thông qua bàn tay, lại rót vào hỗn độn thể trong cơ thể, cùng nhau rót vào, còn có thánh thể tinh nguyên. Sơ xuất, hỗn độn thể cuối cùng ổn định thân hình, một câu sơ xuất, trong hai mắt lóe ra hàn mang. Tất cả đều không còn quan trọng, diệp thần sách ra đạo kiếm, hung hăng vạn vợ cổ, kế tiếp mới là chính hí. Chanh, chu tiên kiếm một tiếng ẩm minh, không nghĩ tới, liền vỡ nát hư không, nghiêm trọng đánh giá thấp diệp thần, nơi này không thể ở lâu nữa, cùng là nửa bước đại thành, diệp thần so với nữ thánh thể hồng nhan ngày xưa mạnh hơn nhiều lắm lấy trạng thái suy yếu hiện giờ của nó làm sao có thể là đối thủ của diệp thần đi đâu diệp thần hừ lạnh thuấn thân biến mất cân tiếng kim loại va chạm trượt nổi lên chu tiên kiếm mới vừa rồi trốn vào hư vô lại bị diệp thần một kiếm chém ra hoặc là nói trên kiếm thể nó khắc một đạo luân hồi ấn ký của diệp thần không sai chính là phi lôi thần từ lúc diệp thần lúc trước ném nó đã khắc xuống đạo ấn ký kia, nghiền nát hư không không sai, diệp thần như hình với bóng, một kiếm chém hủy thiên diệt địa. ầm ầm, chu tiên kiếm chi kiếm thể, cũng trầm trọng như núi, đè sập một mảnh bầu trời. U, hỗn độn thể công phạt đến, tay cầm một cây hắc thiết tiên, chính là đế khí đả thần tiên, đạo tổ chưa cho diệp thần cực đạo đế binh, ngược lại để cho đồ nhi của hắn trở thành một tôn. Cân, lại là kim loại va chạm, lao ra tiên lửa sáng như tuyết, Chu Tiên kiếm lại bay ra ngoài, bị đế khí chuyên đánh nguyên thần bị thương nặng, thần chí một mảnh hỗn loạn, tiên băng kiếm thể trong nháy mắt ảm đạm. Diệp Thần Lang Thiên một trường ấn xuống, đế đạo phục hy 9981 trận đồng hiền, cùng thi triển, còn có thập nhị thiên tự đại minh trận, hai trận hoàn mỹ dung hợp, che giấu mảnh càn khôn kia. Chu Tiên kiếm ong ong, nghịch loạn pháp tắc, bồi ấn ký luân hồi, phi thiên bỏ chạy. Diệp Thần lạnh lùng, thuấn thi đại luân hồi thiên nghịch, nghi chuẩn không gian, lại rời về hỗn độn thiên nghênh thiên mà lên không có gì mở đầu vung lên đánh thần tiên liền đập chu tiên kiếm lại gặp tai nạn tiếng bảng bạc vang lên có chút thanh thúy dễ nghe mới vừa rồi khôi phục thần trí thanh tình lại bị đánh một trận hỗn loạn thất thải tiên mang vừa rồi lại ảm đạm đó là dấu hiệu bị thương nó cũng không học máu mỗi lần bị thương thất thải quang tất sẽ tiêu trừ thời kỳ đỉnh phong tự không sợ đế khí thế nhưng giờ phút này nó không phải là suy yếu bình thường cân ngô phanh không sau đó có chút hình ảnh đẹp mắt không cần nhìn nữa chỉ nghe tiếng là tốt rồi chu tiên kiếm xuất chúng lại bị làm khô hỗn độn thể rất mãnh liệt sách đế khí đả thần tiên một roi liên tiếp một roi đập chu tiên kiếm bay loạn đầy trời tôn cực đạo đế vinh chuyên đánh nguyên thần kia không phải bá đạo bình thường hoang cổ thánh thể càng mãnh liệt mặc dù không có đế khí nhưng lại là nửa bước đại thành một kiếm so với một kiếm bá tuyệt không để ý chu tiên kiếm thể thẳng công thần trí cố gắng thanh trừ tiên kiếm kia đánh thành não tàn. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, ngươi một kiếm ta một roi, một đường đè chu tiên kiếm bạo trùy. Lại nhìn chu tiên kiếm, cũng có chút bi thương. Có thể nói như vậy, từ khi nó bị diệp thần một kiếm chém về, cũng không đứng vững qua, tiên quang trên kiếm thể, một lần lại một lần ảm đạm, một lần lại một lần bỏ chạy, lại đều bị ngăn trở về. Đánh, đánh chết! Huyền đế bất chu sơn, như uống thuốc súng, thuận tiện uống một ngụm máu gà đạo tạc phấn khởi nói, tiếng kêu gào, vang lên dưới thượng thiên hạ, bừng tỉnh quá nhiều người trong mộng. Đánh, đánh chết, khí chất hoạt bảo của Minh Đế cũng không áp chế được nữa, so với huyền đế còn trào kẹo hơn, ở trên ngọn núi giới Minh, chạy tới chạy lui, cũng là nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể, cũng muốn qua đạp một cước, so với hai người bọn họ, đạo tổ cùng thiên diện đế ảnh, liền khiêm tốn hơn nhiều. Hai tôn đế ảnh của hai tôn đại đế đều là những người xem trung thành, nhìn thánh thể và hỗn độn thể bạo trì chu tiên kiếm để cho ngươi lại cuồng để cho ngươi lại chỉnh đốn chuyện này xem bị làm đi thoải mái bọn lão quân cũng là người xem cuộc chiến trên mặt cũng khác chữ sảng khoái liên thích kịch bản đào ngược này chính mình đào hố lại đem bản thân chôn sống chu tiên kiếm rất yếu tố bởi vì chu tiên kiếm bị thương nặng hồng hoang tộc cũng lung túng xuyên suốt toàn bộ chiến trường thất thải quan trên người hồng hoang nhân đều là trong nháy mắt nở rộ trong chớp mắt yên tĩnh chiến lực cũng theo đó mạnh mẽ trong nháy mắt ngã xuống đừng nói bọn họ tu sĩ khắp chư thiên đều nhìn như mày thủ đoạn này biến không tệ chu tiên kiếm bên kia tất sẽ có biến cố đáng chết hồng hoang tộc hoàng lại tức giận rất muốn tìm được chu tiên kiếm hào hào cùng nó tán gẫu một chút người nhà rốt của có được hay không đánh giặc này thì sao đừng chỉnh đốn không có sẽ đặc biệt xuất sinh mạng người trở về tiện nhân kia đã trở lại. Trên đỉnh núi Thiên Huyền Môn, nhân vương cười ha hả, cũng không cần tính toán, Chu Thiên tự có cảm ứng, hơn nữa hồng hoang dị biến, không khó tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì. Chu Tiên kiếm hơn phân nửa bị diệt thần bạo trùy, lan đến cấm thuật tiên pháp kia, cũng lan đến hồng hoang chiến lược gia trì. Tàn hồn của nhân hoàng, nói chuyện một chút hàm xúc, một câu một tiện nhân, diệt thần còn đang đại chiến, không ít lần hát hơi, chắc chắn có một tiện nhân, đang lén mắng hắn xác định trở về, Phục Nhai không tin, nhìn chằm chằm Nhân Vương, muốn cầu đáp án chuẩn xác. Tất nhiên là không sai. Đúng vậy. Rất nhanh, một tin tức liền truyền khắp chiến trường, đại sở đệ thập hoàng trở về. Ít ỏi mấy chữ, lại thạch phá thiên kinh. Tất cả chư thiên tu sĩ, ánh mắt đồng loạt sáng lên, cũng không biết vì cái gì, nghe được Diệp Thần cái tên kia, liền vô cùng tâm an, tựa như nhìn thấy bình minh trong bóng tối, cực kỳ chói mắt có lẽ đó chính là tín ngưỡng trong truyền thuyết một người tên là diệp thần liền mang theo loại tín niệm này còn có một loại ma lực vô thượng có thể đoàn tụ thương sinh chiến ý vĩnh viễn không nói bại chiến một tiếng gào thét này vang lên toàn bộ tinh không chiến ý vô hình đốt trái hoàn vũ ẩn sâu trong nội tâm điên cuồng trong nháy mắt bị đánh thức đều thành một tôn điên giết giết cho ta hồng hoang gầm thét trở đầy giận dữ gầm lên nghe được tên diệp thần càng là tức giận đến gan ruột đất từng khúc, trở về thì như thế nào, cũng không cứu được chư thiên, hồng hoang móng sát tất đã phá vạn vực càn khôn. Âm âm, phanh, âm âm, ba năm cái chớp mắt, đại chiến lại nổi lên, chư thiên tu sĩ như người điên, tám rửa máu hồng hoang, giết đến điên cuồng nhất, chiến ý như lửa thiêu đốt, hồng hoang binh tướng cũng giống như người điên, tám rửa máu chư thiên, vô tình tàn sát, song phương dưỡng sở đánh ra tư thế quyết chiến. Âm âm, phanh, âm âm tinh không đang chiến đấu linh vực cũng đang chiến đấu từng mảnh bầu trời từng mảnh từng mảnh sụp đổ mà mà bạo trùy vẫn là chu tiên kiếm nó là xuất sắc nhưng thánh thể và hỗn loạn thể so với nó xuất sắc hơn đặc biệt là diệp thần tiến giai chuẩn đế đỉnh phong mãnh liệt đến nghịch thiên nửa bước đại thành thánh thể chính là bá đạo như vậy như minh đấy nói tung thiên ma đế tới cũng không đủ nhìn cửu trọng thiên liền có thể đồ đế càng đừng nói là đỉnh phong cảnh thánh thể điều này đều là nhờ chu tiên kiếm đối với hắn chân thật đại ái so với các nàng dâu diệp thần đều yêu hắn cách một đoạn năm tháng tất sẽ tạo một hồi tạo hóa và lại một lần so với một lần càng nghịch thiên nếu không phải như thế diệp thần muốn đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong trời mới biết phải đợi đến năm hầu nam mãng nguyệt ngô kèm theo một tiếng vang thanh thúy chu tiên kiếm lại bị thương nặng bị hỗn độn thể đánh thần tiên đập xuống hư vô mờ ảo mà đất mênh mông trong nháy mắt bị áp ra một tòa vực sâu tranh chu tiên kiếm như một đạo thần hồng cắm thẳng vào thiên tiêu vốn là thất thải quang ảm đạm lần nữa nở rộ nên bị đánh lông nên động một loại cấm pháp nào đó đưa lấy chiến lược cường đại sau đó chính là mưa kiếm đầy trời mỗi một đạo đều dung hòa tịch diệt thần uy hỗn độn thể ánh mát như đuốc lấy hồng mông từ khí hóa khải giáp một đường mang kiếm vũ xếp lên bầu trời diệp thần càng bá đạo lấy hoang cổ thánh thể ngạnh kháng một kiếm vẽ ra một đạo lấp lánh tinh hà chém chu tiên kiếm tung bay mới ổn định kiếm thể, đà thần tiên công phạt liền tới. Đáng chết! Chu tiên kiếm giống giận, cũng không biết là nam hay nữ, như nam tu gầm thét, như nữ tu hí ngâm, dù sao cũng là phẫn nộ, thất thải quang có cường hoành một phần, trợ một mảnh nơi đình đại dương, che lấp mình mông tinh không, giết tới diệp thần cùng hỗn độn thể, tại chỗ bị nứt chừng. Gầm lên, gầm lên, tiếng long ngâm chợt nổi lên, diệp thần hóa thân thành hoàng kim thần long, hỗn độn chi tích tử sắc đạo long, bất phân trước sau giết ra, cùng một nháy mắt, lại hóa trở thành hình người, đánh ra cái thế công phạt. Chu tiên kiếm lại bại, không biết lần thứ mấy xé rách hư không, thuấn thân trốn vào. Chạy đâu? Diệp thần thỏ tay vào khe nít hư vô, khuấy động càn khôn phong vân, lại bắt chu tiên kiếm ra, thì triển luân hồi nghịch thế, có lực hóa diệt đáng sợ, bao vây toàn thân chu tiên kiếm, trên thân kiếm của nó cường thịnh thất thải tiên quang, bị diễm diệt từng mảnh từng mảnh. Chu tiên kiếm ong ong, mạnh mẽ phá vỡ bàn tay Diệp Thần, trốn đến Thương Anh. Nơi đó, hỗn độn thể sớm đã chờ đợi, một roi đập xuống, lực đạo rất đủ phân lượng. Thế nhưng, Chu Tiên kiếm quá dãy rựa đánh thế nào cũng không đánh vỡ được. Khai hỗn độn, trên hư vô, truyền đến một đạo lời nói mở ảo, nghe thanh sắc, là đạo tổ Hồng Quân. Rất lời, Diệp Thần cùng hỗn độn thể đồng loạt nhắm mắt lại. Đồng dạng nhắm mắt lại, còn có đạo tổ. Trong nháy mắt tiếp theo, ba người tập thể mở cửa ba đôi mắt hỗn độn lần đầu tiên cùng mở linh vực ban đêm đột nhiên thay đổi hình thái ngửa mặt lên trời nhìn lại từng tia mây mù đan sen quấn quanh tụ thành một mảnh hỗn độn che trời vốn là tinh huy đầy trời vốn là ánh trăng sáng sạch lại bị hỗn độn che giấu quang minh nên có tiên quang hỗn độn tung hoành trong đó khắc hỗn độn đạo tác kèm theo đại đạo thiên âm có vạn vật diễn hóa ở bên trong ở trong luân hồi tịch diệt lại ở trong tịch diệt hồi phục đó là đạo tổ, tại thời điểm cụ thể, lấy hỗn độn là môi giới, dùng hai tròng mắt của Diệp Thần cùng hỗn độn thể, thì triển đế đạo tiên pháp, đầy tải lực hủy diệt, nhằm vào Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm ong ong, dường như phẫn nộ, làm như e ngại, thất thải tiên quang mạnh mẽ đến cực điểm. Phong tỏa, đạo tổ lạnh lù một tiếng, để trời hỗn độn lang thiên xuống, dập tắt thất thải tiên quang của Chu Tiên kiếm, trong hỗn độn có từng đạo hỗn độn đạo tắc, Từng đạo từng đạo khác trên Chu Tiên kiếm thể, đó là Đế đạo phong cấm, nhất định ý nghĩa mà nói, càng là lưỡng đế công phạt. Hỗn Độn trong nháy mắt tiêu tán, trên bầu trời chỉ còn lại Chu Tiên kiếm. Nó run rẩy, yếu ớt đến cực điểm, bị Đế đạo phong cấm, chiến lược đã giảm đi rất nhiều, toàn bộ kiếm thể chỉ còn lại chút thất thải quang, hơn nữa thời khắc nào cũng có khả năng in diệt. Thấy vậy, Diệp Thần cùng Hỗn Độn thể dừng đến tinh thần, đồng loạt giết tới. Diệt Ngô chu tiên kiếm nổi giận bật cười mặc dù bị phong cấm vẫn cuồng vọng như trước cứng rắn chống đỡ đế đạo phong cấm thì triển cấm thuật vượt qua đế đạo lại một lần nữa nghiền nát hư không lại trốn vào hư vô tranh diệp thần nhanh như thần cầu một kiếm dung hòa hỗn độn bản nguyên cách thương anh chém tới cân ngô tiếng vang thanh thúy liên tiếp vang lên diệp thần chưa ngăn cản chu tiên kiếm cũng là từ trên chu tiên kiếm chém xuống một mảnh nhỏ cỡ móng tay lang thiên rơi xuống còn chưa kịp rơi trên mặt đất, đã tiêu diệt tất cả quang huy. Ta đến, hỗn độn đỉnh rất tự giác, một phi ngút trời, miệng đỉnh thành vòng xoáy, nuốt mảnh vỡ kia. Tên này ngược lại không ngốc, biết chu tiên kiếm bất phàm, có thể đánh lại có thể chống cự, chú tạo tiên liệu của hắn, tuyệt đối là nghịch thiên, nếu nuốt, dung nhập vào đỉnh thân của nó, tất là một hồi tạo hóa. Diệp thần không ngăn trở, một đôi mắt hỗn độn, quét nhìn càn khôn, tìm kiếm tung tích chu tiên kiếm, hỗn độn thể cũng đang nhìn, nhưng chu tiên kiếm quỷ dị đừng nói hai người hắn ngay cả thiên minh hai tôn đế cũng không tìm được chỗ nó đi không chỉ có thể trốn bản lĩnh ẩn nấp cũng trộm ưu tú hô hai người đều thở dài thật là cơ hội tốt lại để cho nó chạy trốn may mà nó chúng đạo tổ phong cấm trong thời gian ngắn hơn phân nửa lại vô lực đi ra làm loạn lão đại mảnh vẫn này rất cứng hỗn độn đỉnh điên đảo chạy tới hàm răng không tốt lắm nuốt vào mảnh vụ nhỏ của chu tiên kiếm lại cắn không vỡ cũng khó có thể luyện hóa nó luận độ cứng của nó lại còn mạnh hơn nó diệp thần phất tay ở trên mảnh nhỏ ra chỉ hơn trăm đạo phong ấn hỗn độ đại đình không cách nào tiêu hóa từ lúc hắn dự liệu chu tiên kiếm cũng không phải là kiếm bình thường đến nay hắn cũng không biết là do loại tài liệu nào chế tạo độ cứng làm đảo lộn nhận thức của hắn hắn cũng chỉ phong tỏa mảnh nhỏ không có thời gian nghiên cứu trừ thiên còn đang đại chiến hỗn độn thể từ trên trời rơi xuống so với diệp thần sắc mặt của hắn liền hơi có tái nhợt diệp thần mặc dù trải lại hỗn độn bản nguyên nhưng cũng sói mòn không ít cần rất nhiều năm tháng mới có thể hoàn thành đoàn tụ diệp thần đạn một viên đan dược xung nhập vào trong cơ thể hắn hỗn độn thể nhắm mắt lại lại mở mắt thì hư vô trên huyễn hóa ra một đạo quang môn cùng loại với vực diện chim môn nhìn diệp thần mới lạ đây nên là hỗn độn nhãn một loại thiên phú thần thông nếu không phải có chiến loạn Hắn hơn phân nửa sẽ lôi kéo hỗn độn thầy tán gỗ, tán gỗ hỗn độn nhãn. Hai người đồng loạt đi vào quang môn, đi thẳng tới chư thiên. Người đả thần tiên này không tệ, mượn ta sử dụng. Sư tôn từng nói, đại sở đệ thập hoàng mượn bảo bối, cho tới bây giờ cũng không trả. Nói bậy, vực môn thông đạo, mơ hồ truyền ra thanh âm bận này, dần dần đi xa. Hồng hoang, sắp gặp nạn rồi, huyền đế một câu thâm trầm vuốt sâu hư ảo hai mắt lại rất sáng như tuyết hồng hoang sắp gặp nạn rồi lời nói của minh đế cũng là ý vị thông trường chỉ chờ vở kịch lớn này hồng hoang sắp gặp nạn rồi thái thượng lão quân bọn họ cũng thổ lộ chân lý này đều lấy trí nhớ tinh thạch hàm xúc như đạo tổ hồng quân như thiên diện đế ảnh thì chỉ mỉm cười nụ cười của bọn họ chính là một loại vui mừng là đối với hỗn độn chi thể cũng là đối với hoang cổ thánh thể đặc biệt là diệp thần quả thực làm cho bọn họ ngoài ý muốn bị chu tiên kiếm khống chế lại đều có thể thoát ly nếu không phải hắn tuyệt địa phản công tất có hai thiếu niên đế chết vào trong tay chu tiên kiếm đợi thu mắt lại đạo tổ xoay người từng bước một phù diêu thẳng lên đến đỉnh cao nhất của thương anh mới thấy hắn hơi dừng chân nhẹ nhàng phất ống tay áo ra chỉ bình chứng thiên giới sau đó là một đạo quang trụ màu tím từ hư vô dáng xuống xuyên qua thiên địa nhất thời một tầng vầng sáng màu tím lấy cột sáng làm trung tâm, vô hạn lan tràn lên thiên hạ giới. Vầng sáng bực này, thật là kỳ diệu, tu sĩ dưới chuẩn đế, cũng không có phản ứng, nhưng chuẩn đế cấp dính vào vầng sáng, liền bỗng dừng thân thể run lên, thần sắc kinh ngạc, hiển lộ sắc thống khổ. Trừ thiên, tiếng lẩm bẩm tự nói, liên tiếp vang lên, đều xuất phát từ chuẩn đế cấp, quá nhiều người mắt rưng rưng. Không sai, đạo tổ giải phong cấm ký ức của bọn họ, đều nhớ lại là từ đâu tới, thiên địa nhân tam giới, vốn là một thể, mà quê hương của bọn họ, đều là chư thiên, trí nhớ bị phong quá lâu, cũng không biết rời quê hương bao nhiêu năm, tiếng khóc lớn liên tiếp vang lên. Các ngươi đây, thật thú vị, lại là tu la thiên tôn, phất tay lên đỉnh núi, nhìn xem, hoa sơn chân nhân đang khóc, hoa sơn tiên tử lấy nước mắt bà xa, phàm là chuẩn đế cấp, cơ bản đều mang vẻ tăng thương. Sao lại là đây? Uống rượu uống rất tốt, sao còn khóc nữa? ngươi làm ta sợ. Tướng công vì sao mà khóc? Có tiếng khóc tự có tiếng nghi hoặc, người dưới chuẩn đế, vẻ mặt ngây thơ, phàm là tu sĩ tụ tập như quán trà tử quán, như từ lâu từ lâu, thậm chí ngay cả động phòng hoa trúc, đều diễn ra đoạn cầu kỳ quái, vốn là đại hỷ dự, chỉnh như khóc tang, đều đã thành hệ nhân. Long gia khó hiểu, đệ nhất thần tướng cũng khó hiểu, đều ngửa mặt nhìn thương anh. Thiên giới đại đế, nên có thâm ý nào đó, giải trí nhớ phong cấm, sợ là có động tác lớn, làm không tốt là vận binh đến nhân giới, thông qua thủ đoạn mượn pháp, triệt để lưu lại chư thiên. Bọn họ đoán không sai, minh giới năm trước tiếp viện nhân giới, thiên giới tất nhiên cũng không rơi vào danh tiếng. Phương pháp tu sĩ thiên giới ở lại chư thiên, có rất nhiều loại, quan trọng là người mượn pháp, cần hỗn độn thể thi pháp mới có thể, đây cũng là nguyên nhân năm đó, hắn đem hỗn độn thể đưa đến thiên giới, không chỉ là truyền đạo thụ nghiệp, hết thảy đều là chuẩn bị cho vận binh nhân giới. Mỹ Trung không đủ chính là, thượng thiên hạ giới mấy phen hỗn chiến, chết trận quá nhiều người, đặc biệt là thiên đình, chiến lực đỉnh phong cảnh, cơ hồ bị diệt thần diệt sạch sẽ, giờ phút này còn đang ở trong luân hồi, nếu những lão tiên tôn kia chưa bị tiêu diệt, nếu vận đến nhân giới, chiến lực vẫn là rất hung hãn. Hội chư thiên, trong nháy mắt, phàm là chuẩn đế giải phong, đều đồng loạt nhìn lên hư vô, trong mắt chứa đầy hy vọng, thiên giới có luân hồi, trong đó bọn họ, có quá nhiều người, ở thiên giới không chỉ luân hồi một lần, nhưng quê hương trong trí nhớ lại không xóa được đều muốn về nhà đạo tổ không nói gì trở về là muốn trở về nhưng thời cơ còn chưa tới vận binh cũng không phải là động tác nhỏ sẽ cực lớn quấy nhiễu thiên giới luân hồi cần phải chờ một thời gian cụ thể trong bóng tối ầm ầm phanh ầm ầm nhân giới đại chiến thảm thiết mà huyết tinh cho dù không chu tiên kiếm gia chỉ chiến lực hồng hoang công phạt nhưng vẫn mãnh liệt như trước cực đạo đế khí xuất ra nội tình các tộc cũng tận ra chư thiên tu sĩ chiến ý cao ngất, không có điên cuồng nhất, chỉ có càng điên cuồng. Trận chiến hỏa này, quy mô to lớn, bao trùm toàn bộ tinh không, nghiễm nhiên đã mở màn quyết chiến. Không phải đã trở lại sao, sao lại không thấy bóng người. Trên đỉnh núi của thiên hư cấm khu, địa diệt cất giữ hai tay, nhìn từng đạo huyễn thiên thủy mạc kia, hai mắt rực rỡ rực rỡ, nhìn cái này, lại nhìn cái kia, giống như là tìm người nào đó. Hắn đang tìm ai vậy? Tất nhiên là đang tìm đại sở đệ thập hoàng, cũng nên đi ra chuẩn mất nào nhìn cái này thiên chu giơ tay lên chỉ một đạo màn nước trong màn nước hiện ra cũng là hình ảnh đại chiến có thể thấy từng đạo bóng dáng xinh đẹp ở trong tinh không câu ra một đạo phong cảnh sáng lệ nhìn kỹ chính là các thê tử của diệp thần đáng tin cậy địa diệt di chuyển đến đó người đều có tư tâm mà diệp thần cũng không phải thánh hiền hoàn mỹ muốn cứu cũng là chức cứu vợ con của hắn sở nguyên khách nàng ở đâu Diệp thần tất phải đi đâu? Thiên hư thiên vương nhẹ nhàng đứng, cũng đang nhìn màn nước kia, tứ đại thiên vương khác cũng vậy. Không biết vì sao, trừ thiên nhiều nhân tài như vậy, cũng muốn nhìn diệp thần, thật đặc biệt nhớ hắn. Không chỉ bọn họ nghĩ, cấm cung ngũ vị thiếu niên đế cũng nghĩ, còn có người muốn tìm hắn luyện tập. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Khi bọn họ nhìn, sở huyên các nàng ở mảnh tinh vực kia, huyết hoa không ngừng nở rộ. Các thể tử thánh thể, khăn che mặt không cho tu mi, giết hồng hoang thi cốt thành núi máu chảy thành sông thù vững mảnh tinh không kia mặc dù vài lần thất thủ nhưng đều cứng rắn đánh trở về giết giết cho ta hồng hoang tộc hoàng tức giận quát càng nhiều người hồng hoang nhào tới chỉ vì các nàng đều là thê tử của diệp thần liền trở thành đối tượng trọng điểm chiếu cố cường giả giết tới cũng nhiều hơn những chiến trường khác hồng hoang nể mặt như vậy chư thiên cũng không kém cường giả tiếp viện cũng một mảnh nối tiếp nhau đại chiến trong một khoảnh khắc nào đó dừng lại đây là song phương ăn ý dừng chiến một lát đó là một con tinh hà rực rỡ đã bị máu tươi nhuộm đỏ đông phương tinh không hồng hoang đại quân như đại dương hắc áp áp một mảnh thần sắc bạo ngược dữ tợn đáng sợ thời khắc chuẩn bị xông giết tây phương tinh vũ trừ thiên tu sĩ bài binh bài trận nắm nhiễm huyết chiến qua thời khắc chuẩn bị huyết chiến song phương liền lấy cái kia tinh hà làm giới hạn xa đối diện giật gân ai cũng không kèm ai lão thất trở về, cao hứng không. Tiểu viên hoàng nhét đan dược vào miệng, vui vẻ nhìn các nàng sở huyên. Sao có thể mất hứng, còn chờ hắn làm con nít. Châu bò nhếch miệng cười thẳng. Cũng may là hoang cổ thánh thể, khí huyết tràn đầy, người bình thường có thể chịu không nổi. Hơn mười mấy nàng dâu, phải tìm một chiếc rừng lớn mới được. Hai tên ngươi một lời ta một câu, một người khiêng thiết côn, một người mang theo chiến phủ, như nói tương thanh, tán gẫu tạc vui vẻ, trong từng dòng chữ, kia gọi là một người hâm mộ, đều là bái tướng huynh đệ, nhìn người diệp thần, lại nhìn hai người bọn họ, không có đối lập, sẽ không có thương tổn gì. Sở Linh liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, ánh mắt sở huyên cùng Nam Minh Ngọc xấu các nàng, cũng đều không sai biệt lắm. Toàn bộ chiến trường, thuộc về con khỉ này cùng hề ngư này xuất sắc, lạch cạch giống như không có việc gì, trừ thiên nhân khác, người nào không phải là ánh mắt quyết tuyệt, coi chết như trở về. Giết, giết cho ta. Yên tĩnh ngắn ngủi, cuối cùng bởi vì một tiếng hét bị phá vỡ, hồng hoang hạ lệnh khai công. Cùng lúc đó, trừ thiên tu sĩ đều nắm chặt binh khí, chiến lực đồng loạt thuấn lên đỉnh phong. Phanh, kèm theo một tiếng ầm ầm, một tôn thao thiết chuẩn đế vượt qua tinh hà, bao trùm sát khí ngập trời, là một cường giải trí cường đỉnh phong, bí pháp thôn thiên, bá thiên tuyệt địa, trừ thiên tu sĩ trên chiến trường này, không biết có bao nhiêu đều táng thân trong tay hắn, ngay cả hoàng giả cũng đầy mặt kinh kỵ. Ta đến đây, thái vương hử lạnh một tiếng tay cầm tiên kiếm liền muốn xông tới muốn cùng hán độc chiến nhưng không đợi hán khởi hành liền thấy một đạo thần mang bản thân phía sau tinh không bán tới nhìn kỹ mới biết là một đạo thần tiễn một đạo lô đình thần tiễn mang theo y hủy thiên diệt địa phốc phốc huyết quang trượt hiện ra thao thiết chuẩn đế bị một mũi tên bắn xuyên đầu nguyên thần chân thân bị tuyệt diệt ngay tại chỗ chỉ còn lại một thân thể máu chảy đầm đìa từ tinh không rơi xuống con người huyết sắc là nổi bật, tồn tại vẻ khó có thể tin được, hắn đường đường trí cường trí cường đỉnh phong, lại bị một mũi tên dây lát. Cái này, chiến trường huyết sắc, lại trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chuẩn đế thao thiết rơi xuống, thân hình máu chảy đầm đìa, thật là chói mắt, đừng nói hồng hoang binh tướng, ngay cả chư thiên tu sĩ, đều trong lòng lộp bộp, đại sở Thái Vương cũng không ngoại lệ, nếu lúc trước bị chúng là hắn, cho dù không bị miều sát, cũng cách chết không xa, lôi đình một tiễn kia quá bá đạo, tới rồi. Tiểu viên hoàng nhích miệng cười, tự nhận là lôi đình thần tiễn, cũng tự biết là ai bắn ra, ngoại trừ lão thất nhà Hán, ai còn có thể tiểu tính như vậy, một mũi tên bắn chết một trí cường đỉnh phong. Có một loại bức cách, gọi là diệp thần, hề ngưu ý vị thâm trường, ít ỏi mấy chữ liền khái quát diệp thần, còn chưa thấy thân ảnh người nào đó, liền cảm thấy một loại khí chất chói mắt bước mặt mà đến. Sở huyên cùng sở linh các nàng thản nhiên cười, không cần xoay người, liền biết diệp thần các nàng tới. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, bức trang này cũng không tệ lắm. Một mũi tên biểu sát một trí cường đỉnh phong, hoàng giả ứng kiếp, đến tột cùng có được bao nhiêu cơ duyên. Bản thân hắn, chính là một thần thoại. Trừ thiên tu sĩ ánh mắt lấp lánh, thắt lưng thẳng tắp, mặc dù còn chưa gặp diệp thần, nhưng bội bội có sức lực, một tôn trí cường đỉnh phong đều dây, chiến lược của tên kia, nên có bao nhiêu dạng người. Không có khả năng, điều này không thể, so với chư thiên, hồng hoang tộc đối diện, sắc mặt liền phá lệ dữ tờn. Đặc biệt là thao thiết tộc, lúc trước bị diệt, nhưng là đại năng lực của tộc bọn họ, hàng thật giá thật đỉnh phong cảnh chuẩn đế, chiến lược không kém đại sở hoàng giả. một cái lắc thần, lại bị một mũi tên tuyệt diệt, người ra tay kia, đáng sợ bao nhiêu, chư thiên kiếm thần cũng không làm được đi. Cục diện chiến trường, có chút xấu hổ, hồng hoang đã hạ mệnh lệnh khai chiến, lại không ai dám lại lướt qua huyết sắc tinh hà kia, sợ bộ thao thiết hậu trần đối phương có thể một mũi tên biểu sát trí cường đỉnh phong đồng dạng có thể một mũi tên tuyệt diệt bọn họ thương bắn ra đầu điểu ai dám tiến lên phanh 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 tinh vực ong ong tiếng nổ bùm bỗng dưng vang lên thong thả mà có tiết tấu cẩn thận lắng nghe mới biết là tiếng người đi đường có lẽ thân thể quá nặng nề thậm chí mỗi một bước hạ xuống đều dẫm cản khôn chấn động mỗi một tiếng ầm ầm đều giống như chuông tang của địa ngục tới nghe hồng hoang nhân tâm linh run rẩy luôn cảm thấy một tôn sát thần thức tỉnh luôn cảm thấy một tôn ma thần hàng lâm trước sự chú ý của mọi người một thân ảnh mơ hồ chậm rãi khắc ở trong mắt thế nhân đó là diệp thần đại sở đệ thập hoàng bừng tỉnh từ cuối năm tháng mà đến dẫm lên thời gian dài sông trở tang thương cùng phong trần hắn là một truyền thuyết cũng là một cái cổ sơ tín niệm các bảo bối để cho ta dễ tìm diệp thần cười có chút xa ngã chân hình cùng tôn vinh từng chút từng chút rõ ràng câu bảo bối này nghe thế nhân nhiều người trong lòng quái lạ không biết diệp thần nói là sở huyên các nàng hay là hồng hoang tộc đối diện nếu là người trước hiển nhiên là trần trụi hiển thị ân ái nhưng nếu là người thứ hai vậy thì thú vị thánh thể đối với hồng hoang tộc cũng là đại ái đừng nói một câu bảo bối kia hồng hoang tộc thật sự đã nghe toàn thân gió lạnh vút cảm giác là triệu hoán tử vong mà giờ phút này một tử thần đang vẫy tay với bọn họ khi thiên ma xâm lấn thì rụt không ra, đánh trừ thiên ta, ngược lại là một người mạnh mẽ. Đường đường đế đạo truyền thừa, có thể xứng đáng với tiền bối gia đình ngươi. Đã là muốn chiến như vậy, hôm nay liền bốn ngươi hùng hoang chiến thống khoái. Diệp thần đi đường xa mà đến, bước chân thong thả, từng lời từng câu mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm của quân vương, hai tròng mắt hỗn độn, mắt trống rỗng hết thầy, uy chấn hoàn vũ, cũng bệnh nghệ. Trừ thiên tu sĩ rụi mắt nhiều, vì người nào đó bức cách, lắc lắc mạo kim tinh nhi. Đều đứng vững, đại sở hoàng giả phải giả vờ. Hề ngưu nhét tay, rất tự giác đứng về phía sau, lão thất nhà hắn uy áp quá mạnh. Hà cần hắn nói, chư thiên tu sĩ cũng rất ăn ý nhường đường. Diệp thần từng bước đi qua, vốn là uy nghiêm, lại đứng đán không quá ba giây, khi đi ngang qua nam minh ngọc xấu, tay còn có chút không thành thật, vỗ dám vợ một cái, cổ phiếu, khá trong trèo. Có vợ thật tốt, tiểu viên hoàng bè lông khỉ cũng muốn đi lên chụp một chút cảm giác tay không tồi hậu bối như thế ta rất an ủi rất nhiều lão nhân không đứng đắn đồng loạt vuốt râu ai nấy đều nói rất trọng tâm trẻ tuổi tốt tuổi trẻ có thể tùy tiện lãng cái gọi là da mặt là có thể không muốn lưu manh nam minh ngọc xấu hung hăng chừng mắt một cái bị vỗ một cái hai má ửng đỏ một mảnh sở linh cùng sở huyên các nàng thì che miệng cười trộm rửa sạch sẽ, trở về giường chờ ta. Diệp thần thích ý vặn vạo cổ, chưa từng quay đầu lại, cũng không dừng chân, một bước vượt qua tinh hà, câu bảo bối kia của hắn, chỉ các nàng sở huyên, cũng chỉ gọi hồng hoang tộc đối diện, nghe nói các người gần đây rất bá đạo, gần như bốc khói, vậy phải dập lửa. Phanh, 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 bước chân của hắn, vẫn nặng nề như trước, dẫm cản khôn ong động, toàn bộ tinh không đều lay động. Đi xem chủng tộc hồng hoang, lại đang tập thể lùi lại, Diệp thần mỗi một bước tiến thêm, bọn họ liền lui một bước, hình ảnh to lớn, cực kỳ châm trọng, mấy ngàn vạn đại quân đầu, không thiếu chuẩn đế cấp, không thiếu chuẩn đế đỉnh phong, cũng không thiếu trí cường đỉnh phong, còn có rất nhiều cực đạo đế vinh tọa chấn, cũng không phải là không có lực đánh một trận, lại bị một người khiếp toàn quân lui về phía sau, không ai dám anh phong. Đây chính là uy thế của đại sở hoàng giả, một người có thể so với ngàn vạn quân. Trừ thiên tu sĩ nhìn tâm tình có chút bành lấp, ánh mắt lấp lánh như sao đều là hoang cổ thánh thể nhìn diệp thần tựa như nhìn đế hoang ngày xưa hắn không phải đại thành thánh thể nhưng đã có uy thế đại thành nhìn đám hùng hoang nhân ngay cả tay cầm binh khí đều là run rẩy lui lui vô ý ngã xuống ngồi trên mặt đất vẫn như cũ lui thần sắc là hoảng sợ ánh mắt nhìn diệp thần tựa như nhìn một tôn sát thần khát máu chu sát cho ta tiếng giống giận trượt nổi lên vẫn là chuẩn đế thao thiết tộc pháp lực mãnh liệt quay cuồng thúc giục đế khí bản tộc hồi phục thần uy đế đạo cực đạo pháp tắc vờn quanh quét một đạo hủy diệt tiên quang Diệt thần hừ lạnh một tiếng thuấn thân tránh thượng đế mang tuyệt sát một quyền bát hoang nghịch thiên đánh lên ngô tiếng kim loại va chạm có chút nặng nề cực đạo đế binh cứng rắn diệt thần kim quyền càng cứng rắn tay không cứng rắn nhung đế binh đánh đổ đế khí còn có tịch diệt vầng sáng lan tràn tứ hải bát hoang nơi đi qua không gian từng tấc từng tấc sụp đổ không biết bao nhiêu hồng hoang nhân bị nghiền nát thành tro bụi Chư thiên nhân mãnh liệt nuốt nước miếng, cặp qua đại thành thánh thể tay không đấm đế khí. Diệp thần chưa từng nghĩ điều bước đại thành, lại cũng có thể làm được, một quyền đánh lật đế khí, cũng đánh bay thao thiết chuẩn đế. Giết! Hồng hoang chuẩn đế quá to, chừng tám tôn đế binh thang không, đế mang cực nóng, như một vầng kiêu dương, chiếu dọi tinh không mở ảo, pháp tác đế đạo tương liên, cực đạo thiên âm thanh triệt, dị tượng đế đạo, là hủy thiên diệt địa, còn chưa công phạt, căn khôn đã sụp đổ, tiên mang bay xạ phản chiếu đầy màu sắc tận thế mỗi một tiếng ong ong đều ảnh hưởng đến linh hồn thế nhân phanh diệu thần phù giấu thẳng lên kim quyền nắm chặt chín đạo bát hoang quy nhất đánh bay một mặt đế đạo thần kính lật tay một trường bay bay một cái lò đồng đế đạo đông phương một tôn đế đạo thần ấn đẻ tới bị hắn thuấn thân tránh thoát một cước đá ngã ra ngoài sau đó ba tôn cực đạo đế kiếm uy lực ngược lại là hủy diệt cũng khó thoát khỏi hắn một trường quét ngang cuối cùng giết được hai tôn cực đạo đế khí cũng không khá hơn bao nhiêu vì một quyền một cái một đường đánh lên hạo nổ tinh khung phốc 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 học máu liên tiếp không ngừng là hồng hoang chuẩn đế thúc giục đế binh mỗi khi có một tôn cực đạo đế khí bị sáng chế tất có một người phun máu bị đáng sợ cán trả thân thể bay ngược không ngừng nổ tung một màn kia nhìn chư thiên tu sĩ hai mắt đều tập thể phát thẳng rìa thần nửa bước đại thành đến tối cùng mạnh bao nhiêu trước sau cửu tôn đế binh lại bị đánh ngã hắn nếu đại thành càng là đế hoang đừng nói cực đạo đế khí cho dù hồng hoang đế tới hơn phân nửa cũng có lực đánh một trận ba năm ứng kiếp này hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì sắc mặt hồng hoang nhân tráng bệch vô cùng trong nháy mắt đó từ thượng trí tộc hoàng hạ đến tiểu binh đều đạp đạp lui về phía sau đó là cực đạo đế binh bản mệnh khí của đại đế mặc dù không phát huy được uy lực đỉnh phong nhưng cũng có thần uy hủy thiên diệt địa ở trước mặt diệp thần lại đều thành bài trí không địch lại hắn một đời kim quyền. Lui, nhanh lui. Đám hoàng già hồng hoang tộc lại gào thét, Ngọc Hàng cũng không ngồi nữa, phi thân bỏ chạy. Cần bọn họ hạ lệnh, toàn bộ đại quân hồng hoang đều đồng loạt xoay người, lui đã không kịp, vậy phải chạy, binh tướng chạy, tộc hoàng đang chạy, trí cường đỉnh phong cảnh cũng đều đang chạy. Đi, diệp thần hừ lạnh, nhấc chân một bước, vượt qua càn khôn, một quyền bá thiên tuyệt địa, đem một tôn thao thiết chuẩn đế, đánh thành huyết vụ ngay cả nguyên thần chân thân cũng đồng loạt tiêu diệt thành cho tàn lại là một tôn trí cường đỉnh phong một chiêu cũng không đi qua liền bị diệp thần đồ diệt hoàng gia đại sở sát khí ngập trời diệt một tôn thao thiết lại thi triển bí pháp nghịch chuyển không gian chuẩn đế thần kiến tộc còn đang bỏ chạy bị trong nháy mắt rời về bị hắn một trường bổ nợ máu trả diệp thần một tiếng cổng lặc chấn sập tiên khung áp lực lừa giận nhiều năm trong nháy mắt bộc phát như một đạo thần mang, bắn vào trong hồng hoang đại quân, một cái đối mặt, liền xé rách mãng giao tộc hoàng, một cái bát bộ thiên long, chừng có hơn trăm chuẩn đế, bị diệt thành cho. Lui, nhanh lui, chuẩn đế khôi bạt tộc gào thét, toàn bộ đại quân, thu về hắn giọng nói sáng nhất cũng thuộc về hắn chân trơn trượt nhất bản lĩnh khai thác kia rất là huyền ảo cho dù hoàng giả thấy đều thổn thức chật lưỡi nhưng chạy nhanh hơn nữa cũng không nhanh hơn lôi đình thần tiễn của diệp thần bị một mũi tên bắn chết. Giết nha! Hỗn độn đỉnh một tiếng kêu lên, chạy ra diệp thần tiểu thế giới. Đỉnh thân ông động, hỗn độn khí lưu tràn ra, trên đỉnh khắc chữ độn giáp thiên, cũng tự động sắp xếp, một đường ngang dọc đụng thẳng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hồng hoang tộc bỏ chạy, bị đánh dấu hết một mảnh lại một mảnh, phi hồng hoang binh tướng không đủ mạnh, là hỗn độn đại đỉnh thái bá đạo, diệp thần tiến dai nửa bước đại thành, nó cũng giống nhau, giai vị theo chủ nhân tiến giai một đường tăng vọt có mấy nháy mắt như vậy con muốn tìm lấy khí động một cái nó đi ra là giết hồng hoang nhân cũng là ăn cơm mảnh vỡ pháp khí giải rác bị nó nuốt quản hắn cấp bậc gì người tới không cự tuyệt khó có được trở về chư thiên phải ăn một bữa no ngô cùng nhau giết ra còn có hỗn độn hỏa một đóa hỏa nhi rực rỡ hóa thành một mảnh kim sắc hải dương cuồn cuộn sóng to gió lớn nuốt trừng từng mảnh tinh không cũng nuốt chừng từng mảnh hồng hoang nhân vô luận thân thể nguyên thần đều khó thoát cấp bậc so với hỗn độn đại đình còn hung hãn hơn hỗn độn hỏa tà ma phía trước dòng người thấy vậy đôi mắt đẹp chợt sáng lên không ngờ diệp thần một hồi ứng kiếp nhập thế lại thật sự tạo ra hỗn độn hỏa chính là không biết có tìm được tài liệu luyện đan còn lại hay không so với hồng hoang đại tộc cùng chư thiên đại chiến nàng càng để ý cửa chuyển hoàn hồn đan ầm 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 vang khắp tam giới toàn bộ tinh không chiến hỏa càng nhiều huyết sắc quan sát toàn bộ chiến trường chiến cuộc đã chuyển biến nhanh chóng xuống trừ thiên tử tan tác đến ổn định trận tuyến trả giá thảm thiết giờ phút này ánh bình minh đã bắt đầu phản công toàn tuyến ngăn lại ngăn lại hồng hoang các tộc hoàng tộc gào thét huy động sát kiếm điên cuồng chỉ về phía đối diện đáng tiếc tiếng gào thét lại vang dội cũng vô ích không có chủ tiên kiếm chiến lược gia trì hồng hoang không còn ưu thế gì nữa, nội tình bọn họ đều tận dụng hết, vạn vực chư thiên cũng giống nhau, chủ yếu nhất chính là chiến ý của chư thiên, từ trên tới chuẩn đế, xuống đến tiểu bối, đều mạnh hơn chưa từng có. Đánh, đánh chết lão tử, tiếng hô giết vang dội, tiếng mắng to càng phấn khởi, mỗi chiến trường đều có, tất cả đều thể hiện dân phong đô hãn của chư thiên, lửa giận đè nén, đều hoàn toàn bộc phát, một đường giết hồng hoang tan dã không thành quân. Bao nhiêu năm rồi, cũng chưa vui vẻ như vậy. Lòng thường kiếp thủ sách tiên kiếm, u linh như đêm, mỗi một chỗ, tất có một hồng hoang chuẩn đế bị diệt, khó lòng phòng bị. Xuất thủ chính là sát sinh đại thuật, thân thể nguyên thần đồng loạt hủy diệt. Như hắn, thần tướng, hoàng giả, thánh tôn, đế cơ, tứ đại kiếm tu, quá nhiều cường giả chư thiên, đều rất tiến bộ nói, chưa nhìn hồng hoang chuẩn đế xuống tay, mỗi người bá đạo, đều đủ sức, muốn đem chiến lược đỉnh phong của hồng hoang, lần lượt tàn sát sạch sẽ không cho hồng hoang túc đánh tàn phế, và họ không biết đau, cũng không nhớ lâu. Giết! Có các tiền bối dẫn đầu, hậu bối cũng giết điên cuồng, một đường đuổi theo hồng hoang đánh. Đó là một mảnh chiến trường huyết sắc, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông, đã thành vô gian địa ngục, tiếng gào thét, tiếng kêu rên, tiếng gầm ngừ, tiếng hô sát, đan sen thành từng bài táng ca, mạng người dựa vào cỏ rác nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, không biết bị tàn sát bao nhiêu. Chật chật chật! trên đỉnh núi của thiên hư cấm khu địa diệt liên tục tấm lưỡi từ lúc chư thiên khai chiến với hồng hoang tộc hắn chính là người xem cuộc chiến chiến tranh rất lâu dài song phương hoặc có thắng bại nhưng lần này bất đồng toàn bộ hồng hoang đại quân toàn tuyến đều bại lui vác chân bị giết đều đến không vững tôn thánh thể kia trở về thật sự có ma lực lớn như vậy thiên chu lầm bầm hình như chính là diệp thần trở về chiến cục mới có biến hóa triệt tể tín niệm thương sinh trong bóng tối kia quả là một thứ kỳ quái mà đại sở đệ thập hoàng cũng phảng phất thành một tôn phúc tướng phàm là có hắn ở đây tất có kỳ tích nào đó hồng hoang chết hoàng tuyền thiên vương thổn thức những lời này của hắn đã không biết đã nói bao nhiêu lần từ hồng liên nữ đế đốt bát hoang chúng thần chí lại thành thánh thể trục xuất hồng hoang trong lúc đó bao nhiêu chiến loạn thương vong thảm trọng cỡ nào lần lượt làm loạn lần lượt bị thu thập còn đặc biệt không có trí nhớ chờ một chút khi tự cho là đề phòng ngày sau ra khỏi cấm khu chờ quá cuồng địa diệt gã kia vớt sâu một bộ tư thái trưởng bối đang giảng dạy với hậu bối mà hậu bối này tất nhiên là cấm khu ngũ đại thiếu niên đế lời của hắn thiên hư đế tử bọn họ một câu chưa nghe vào chỉ lặng lặng nhìn một đạo màn nước nhìn một đạo bóng người trên màn nước từ y phiêu diêu quanh thân một mảnh hỗn độn hỗn độn đó chính là hỗn độn thể sao luyện ngục đế tử khẽ lẩm bẩm đầy mắt kiêng kỵ thật mạnh vẻ mà thiên hư đế tử cũng là như thế. Huyết mạch hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết, đích xác không phải cái gì, đồng giai luận chiến lược tuyệt đối không ở dưới thánh thể, không phải bọn họ có khả năng địch lại, thiếu niên đế cấp cũng phần mạnh yếu, cũng là cao thấp. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bọn họ nhìn chăm chú, hỗn độn thể giết chóc, cực kỳ huyết tinh, tay cầm cực đạo đế khí đả thần tiên, một đường công một đường giết, một roi một cái, diệp thần có thể đồ trí cường đỉnh phong, hắn cũng có thể người nhà lúc trước thiếu chút nữa xỉa cho ta hàng minh tuyệt kia cũng có hùng hùng hổ hổ đến lúc này bóng ma cũng chưa xóa sạch sau chiến tranh rồi nói sao hỗn độn thể cũng không rảnh phản ứng hắn nhìn chằm chằm một tôn cùng kỳ thẳng đến hắn giết qua nói muội muội ngươi minh tuyệt âm thầm mắng một câu chạy về phía bên kia xách theo cực đạo đế kiếm dũng mãnh vô cùng đem lửa giận đối với hỗn độn thể toàn bộ tát hồng hoang nhân trên người giết thi thể hoành hành khắp nơi. Âm âm, phanh, âm âm. Đồng dạng hung mãnh, còn có chư thiên đế tử cấp, chúng đế tử, thần giật, đông chu vũ vương bọn họ đều ở đây. Từ khai chiến tới nay, khó có được xây dựng một đống lớn, là một đường đầy qua. Nếu nói mãnh liệt nhất, vẫn là đại sở đệ thập hoàng. Hắn mới thật sự bá đạo, tay cầm đạo kiếm, một người đuổi theo mấy ngàn vạn đại quân liều mạng chạy trốn, mỗi lần đuổi theo, tất có hồng hoang chảy máu, cũng không phải là một, đó là một mảnh liên tiếp, hồng hoang tộc hoàng không đủ nhìn, trí cường đỉnh phong cũng không đủ nhìn, phía sau là một con đường máu chảy đầm đìa, chảy đầy máu cốt hồng hoang, hắn là đạp thi sơn chảy máu biển tới. Đáng chết, đáng chết, hồng hoang tộc hoàng bỏ chạy, tức giận đến ngũ tạng đau nhức, cũng sợ đến tâm linh run rẩy, mà càng nhiều, lại là hối hận, nhiều thời cơ tốt như vậy chú sát diệp thần, lại một lần lại một lần bị bỏ qua, sừng rút làm cho một tôn thánh thể quật khởi, nửa bước đại thành cảnh, không ai có thể địch nổi. Người đã đi, diệt thần hừ lạnh một tiếng, một kiếm đoạn tiên khung, chém ra một cái tiên hà. ầm ầm trong hư vô, vực môn thông đạo tiềm tàng bị chặt đứt, có một đạo bóng người máu chảy đầm đìa từ trong rơi xuống, là đế tử của mãng giao tộc, nam đó di tích thiên tôn, hắn cũng có tham dự, đế tử hồng hoang tộc gần như bị đoàn diệt, hắn là con cá lọt lưới, hàng thật giá thật con của đại đế. Giết! mãng giao đế tử tức giận gào thét cầm đế kiếm trong tay bổ ra gắn khôn mênh mông diệp thần cười lạnh một cái đế đạo anh ra tránh qua liền thuấn thân giết tới mãng giao đế tử dừng lại biến sắc vội vàng bỏ chạy thế nhưng diệp thần đạo kiếm đã tới gọt đầu hắn một tay kéo ra nguyên thần chân thân của hắn dùng nghịch thế luân hồi cực tận hóa diệt thần trí của nó chỉ lưu lại nguyên thần lực tinh thuần không 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 đế tử kêu rên là thê lương, đường đường là con trai của đại đế, thân mang truyền thừa bất hủ nhất mạch, càng cầm trong tay cực tạo đế khí. Ở trước mặt Diệp Thần, ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ được, có mặt mũi gì đi gặp tiền bối đại đế, vinh quang của phụ hoàng, bị hắn đánh mất sạch sẽ. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, không hề thương hại, diệt thần trí, nút nguyên thần. Người đáng chết, cường giả mãng giao tộc chạy tới cứu viện, phô thiên cái địa giết tới, đồng loạt đánh ra cái thế công phạt. Gầm lên tiếng long ngâm chợt nổi lên bắt bộ thiên long lại hiện ra thân long bảy đuôi bá thiên tuyệt địa cường giả mãng giao tộc vừa rồi giết được bị hắt bay đầy trời chừng chín thành trở lên đều vỡ đi thân thể tranh diệp thần nhìn cũng không nhìn một kiếm quét tám hoang tất cả đều đồ diệt trốn đi hồng hoang gào thét tràn đầy sợ hãi từng tòa vực môn từng tòa từng tòa chống đỡ thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi phiến tinh không này thoát khỏi ma trường của diệp thần sát thần quá đáng sợ trốn diệp thần cầm đạo kiếm theo đuổi vào một đạo vực môn sau đó liền nghe ầm ầm vang lên đầy hư vô đợi vực môn thông đạo lại vỡ vụn bài đầy trời đều là một cỗ thân thể vô nguyên thần ở trong rơi xuống nổ diệt thành huyết vụ cho tinh không lại thêm một chút huyết sắc ngoại y tranh tranh đạo kiếm ong ong nhiễm đầy máu hồng hoang sát khí mãn liệt ra khỏi đây ngay diệp thần giống lên chấn đứt vô số vực môn thông đạo bên trong hồng hoang nhân sụp đổ đầy trời đều là đó là từng đạo bóng người máu chảy đầm đìa còn chưa hạ xuống liền đụng phải vạn kiếm triều tông từng mảnh chôn vùi thành mảnh chuẩn đế mạnh hơn nữa cũng ngăn không được diệp thần công phạt đi hồng hoang trí cường đỉnh phong cảnh cũng không dám quay đầu lại chỉ liều mạng bỏ chạy trong mắt diệp thần hàm mang lóe lên đạo kiếm tiêu tán lấy đạo kinh hóa thần cung lấy đế ẩn ngưng tụ thần tiễn phốc 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 minh mông tinh không nở đầy huyết hoa từng đóa đều kiều diễm diệp thần chuẩn đầu vẫn là không tệ một đường đuổi theo một đường bắn bên cạnh điểm danh mỗi khi có một mũi tên bắn ra tất có một tôn hồng hoang cường giả táng thân tiểu mèo mèo hắn đều chướng mắt chưa nhìn chuẩn đế diệt không người nào có thể chống đỡ được hắn một mũi tên trí cường đỉnh phong cảnh cũng không được nơi hắn ở không phải là chiến tranh nhưng một vụ tàn sát đơn phương của mình thật sự muốn không chết không thôi nếu đại đế tộc ta vẫn còn ngươi dám làm cả như vậy, dám khi dễ ngô hồng hoang. Người tất sẽ bị vạn cổ vắng tên. Hồng hoang tức giận mắng, văng lên đầy tinh khung, là một tôn hồng hoang chuẩn đế. Trước khi chết gầm gừ, năm đó là mắng đế hoang như thế nào, hôm nay chính là mắng diệp thần như thế nào, không biết là phẫn nộ hay là không cam lòng. căm hận đế hoang cùng diệp thần, cũng căm hận hoang cổ thánh thể nhất mạch. Làm càn, bắt nạt, chửi thề. Diệp thần cười, lạnh như băng mà yên lặng, cũng chứa đầy bi phẫn, mang theo uy áp chấn động hoàn vũ, chấn sập tinh khung, chấn đất cản khôn, vô số hồng hoang nhân bị chấn thành huyết vụ. Hồng hoang không nói còn tốt, thổ lộ lời này càng làm cho hắn lửa giận ngập trời. Dường như chư thiên tài là người bị khi dễ, bao nhiêu lần thiên ma xâm lấn đều là vạn vực thương sinh, dùng toàn thân huyết cốt vì chư thiên xây dựng huyết sắc trưởng thành. Đổi lại nếu là ngươi hồng hoang tộc, một lần lại một lần tàn sát các loại, so với thiên ma vực còn càng thêm đáng hận. ầm ầm hoang cổ thánh thể trọc giận càn khôn run rẩy tâm cảnh năm đó của đế hoang hắn hôm nay cũng có thế giới tàn khốc này lấy nắm đấm định vương đạo hắc bạch thế gian này là do người thắng viết vậy liền giết giết hắn thì cốt thành núi tàn sát hắn máu chảy thành sông tạo ra nợ máu liền cần máu tươi để trả nợ lấy đâu ra vạn của máng tên giết diệt thần đồ lục lại một lần nữa mở màn nhìn về phía tinh khung một màn máu chảy đầm đìa nhìn thấy mà giật mình cường giả hồng hoang nhân thành từng mảnh ở tinh không hóa thành huyết vụ vô luận thân thể hay nguyên thần đều ở dưới đồ đao của hắn triệt để tan thành mây khói thánh thể cổ màu vàng nhiễm đầy máu tươi hồng hoang hắn thật sự là một tôn sát thần bạo ngược thu hoạch mạng sống của sinh linh lửa giận ngập trời của hắn cần dùng máu tươi để dập tắt muốn dạy cái gọi là hồng hoang tộc làm sao là vạn vật thương sinh vì thế hắn cũng sẽ dẫm lên thi sơn chảy máu biển cho dù giết đến biên giới vũ trụ hoang cho dù đồ tề đến nhân thần cộng phẫn, cũng phải vì chư thiên, vì anh hồn chết thảm kia, đòi lại một cái công đạo. À, hồng hoang kêu rên, sao một chữ thảm thiết, bị một mình diệp thần, giết tán dã không thành quân, nào còn có tư thái bạo ngược lúc trước, nào còn có uy nghiêm cao cao tại thượng, một đám đều so với con kiến hôi càng ti tiện hơn, như từng nhà có tang, phải chạy trốn đến cuối năm tháng mới tính xong.